Thưa quý vị, Công an huyện Bình Xuyên vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên chỉ sau một thời gian ngắn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an huyện và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên tiếp nhận tố giác của một chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn Gia Khánh về việc bị một đối tượng nam giới lạ mặt giả danh là khách mua hàng có hành vi bóp cổ và cướp đi chiếc túi bên trong có hơn 3 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, có quan hệ tình cảm với một nữ công nhân đang thuê trọ tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển qua nhiều địa phương, khiến cho việc bắt giữ đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Song với tinh thần trách nhiệm cao, đến 0 giờ 20 phút ngày 2 tháng 9, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Tuấn khi đang lẩn trốn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và di lý về Công an huyện Bình Xuyên để tiếp tục điều tra, đấu tranh, mở rộng vụ án. Với chiến công xuất sắc, nhanh chóng phá án của cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án và tổ công tác Công an huyện Bình Xuyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên đã biểu dương, khen thưởng đối với các cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.